Nếu bạn đang cần tìm một loại kem có thể vừa dưỡng da, vừa trị nám và hỗ trợ trị mụn tốt, thì nên dùng kem Mezuji của Nhật Bản nhé. Kem đã được nhiều chị em tin tưởng và mua hàng nhiều, cũng bởi vì nó cực kỳ hiệu quả. Kem Mezuji có hai màu, là màu đỏ và màu xanh, nên nhiều chị em cũng phân vân không biết là nên mua màu nào để sử dụng. Thì trong video này shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ chỉ cho bạn nên mua màu nào để sử dụng, để có được kết quả da đẹp như mong muốn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Mezuji màu xanh dùng cho ban đêm, còn kem Mezuji màu đỏ là dùng cho ban ngày, nên nếu được thì bạn nên mua nguyên cả một bộ kem màu xanh và màu đỏ luôn, thì khả năng da của bạn đẹp nhanh hơn. Vì nhà sản xuất người ta cũng đã nghiên cứu kỹ càng, là sử dụng kết hợp cả kem ngày màu đỏ và kem ban đêm màu xanh, thì da được chăm sóc và nuôi dưỡng một cách tốt nhất, nên da đẹp nhanh, trắng nhanh, cũng như hết nám và mụn hiệu quả hơn nhiều là sử dụng chỉ kem ngày hoặc kem đêm. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà bạn chỉ muốn dùng một trong hai loại, là màu xanh hoặc màu đỏ, thì tùy vào nhu cầu bạn muốn dưỡng da như thế nào, để chỉ dùng một loại kem ngày hoặc một loại kem đêm mà thôi. Nếu như bạn muốn trị nám tàn nhang, ngăn ngừa mụn, dưỡng trắng da, chống nắng và thêm lớp trang điểm thì mua kem màu đỏ dành cho ban ngày. Còn nếu bạn muốn da được cấp ẩm, chống lão hóa, da căng bóng mịn màng và dưỡng trắng thì có thể chỉ dùng kem đêm màu xanh, mà không cần dùng kem ngày. Nhưng thật sự thì để có được kết quả tốt nhất thì bạn nên dùng nguyên cả bộ kem ngày và đêm luôn. Như thế da bạn sẽ được chăm sóc một cách hoàn hảo, được nuôi dưỡng và bổ trợ cho nhau, vì mỗi kem đêm và kem ngày đều có tính năng riêng dành cho da. Sự kết hợp của kem ngày và kem đêm mang lại một giải pháp hoàn thiện để da đẹp nhanh và đẹp một cách hoàn hảo. Kem trị nám Mezuji hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mezuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn.